Duy Nguyễn xin chào đại gia đình Thiện Lành. Hôm nay Duy Nguyễn xin review cái đàn guitar phím lõm. Cái này là ốp Vân Nu. Cái này thì Duyên làm đặc biệt hơn những cái khác xíu. Thì cái này là Duyên làm cái màu nhộm ha. Thùng đàn nhộm màu nè. Cái nhai dùng cái màu nó nhộm chứ không phải là màu mình sơn nha. Thì mặt trước là màu xanh, xanh gil, vàng, đen. Mặt nạ thì hàng này Duyên cắt tay. Hàng này đặc biệt ha. Nó mua pin thì đủ Mỹ với đồng Mỹ. Đấy. Này, ngựa cao cấp. Rồi. Đó. Mặt lưng nó thì màu khác. Màu nó là màu sữa. Đó. Tự nhiên sữa ghìa đen. Đó. Cái màu này rất là độc ha. Thì nó hai màu. Mặt trước mặt sau màu nó không giống nhau. Đó. Cần đàn nó là phím, nó là phím to. Mặt tuốt gỗ mặt. Đó. Khóa đúc. Cần mây bồ ha. Có tùy chỉnh cần. Thì cái này Duyên bán có giá là 9 triệu. Thì quý anh em có nhu cầu thì liên hệ Duy Nguyễn qua số điện thoại là 0987 994 759. Thì Duy Nguyễn có bán đàn điện thì nó cũng có nhiều dòng, từ 2 triệu 8 cho đến là mười mấy, 20 triệu, 30 triệu vẫn có ha. Thì vô giá anh em mình theo yêu cầu anh em mình. Rồi Duy Nguyễn mời cả nhà mình cùng tham khảo cho phòng âm sắc.